Reuters dẫn nguồn tin cho biết khi mỹ và các đồng minh cung cấp cho ukraine những loại vũ khí ngày càng phức tạp washington sẽ họp bàn với kiev về nguy cơ leo thang nếu ukraine tấn công vào sâu trong đất nga những thảo luận hậu trường này không đặt ra hạn chế địa lý rõ ràng đối với việc sử dụng vũ khí cung cấp cho ukraine dù ban đầu dự đoán rằng ukraine sẽ bị lấn át bởi quân đội nga lớn hơn và được trang bị tốt hơn giới chức mỹ gần đây bày tỏ hy vọng quân Ukraine có thể chiến thắng và muốn vũ trang cho họ để đạt được mục tiêu này. Cố vấn Tổng thống Zelensky thừa nhận lực lượng Ukraine đã mất thị trấn Liman thuộc vùng Donbass, miền đông nước này. Chính quyền Kiev cho biết quân đội Nga đã tiếp quản thị trấn Liman ở phía bắc Donetsk. Các lực lượng Ukraine được cho là đã rút theo hướng Tây và Tây Nam về phía Slavyansk. Liman là một trong những thị trấn đầu tiên ở vùng Donetsk bị lực lượng đối lập với chính phủ Kiev tiếp quản. Sau cuộc đảo chính Maidan vào năm 2014, các lực lượng chống khủng bố của Ukraine đã chiếm được thị trấn này vào đầu tháng 6 cùng năm. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo, Nga đã tiến quân mạnh ở miền Đông và tiếp tục kêu gọi các nước hỗ trợ vũ khí. Ông Zelensky nói rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đang kháng cự chiến dịch tấn công của Nga ở miền Đông, trong đó có một số nơi Nga vượt trội về quân số và thiết bị. Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 26 tháng 5 công bố video khoảnh khắc đạn nhiệt áp phóng từ pháo phản lực TOS-1A Nga kích nổ ở gần khu vực miền đông Donetsk, nhưng không cho biết thiệt hại trong đòn tấn công này. Đây dường như là một hình ảnh đầu tiên cho thấy loạt hoạt động của các hệ thống pháo phản lực nhiệt áp Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine. Video được quay từ Flycam cho thấy cánh đồng đầy vết đạn pháo trước khi hàng loạt vụ nổ lớn xuất hiện, tạo ra sóng xung kích và những đám mây hơi nước lớn trong không khí. Hiện tượng này xuất hiện khi một vụ nổ lớn xảy ra do trong môi trường độ ẩm cao, khiến áp suất không khí xung quanh giảm mạnh và làm hơi nước ngưng tụ. Đại diện Feli Khai thân Nga cho biết họ đang giam khoảng 8.000 tù binh Ukraine tại Donbass và mỗi ngày có thêm khoảng trăm tù binh mới. Đại diện Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Luhan tự xưng tại Nga cũng cho biết thêm, không chỉ Luhan mà Cộng hòa Nhân dân Donetsk cũng đang giam giữ rất nhiều tù binh của Ukraine. Ukraine hiện vẫn chưa bình luận về thông tin này. Ngày 26 tháng 5, Trung Quốc và Nga đã phủ quyết nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm tăng cường các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về các vụ phóng tên lửa mới. Ngoài Trung Quốc và Nga phủ quyết, 13 nước thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đều bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này. Nghị quyết nhằm cấm xuất khẩu dầu và thuốc lá sang Triều Tiên cũng như liệt nhóm tin tặc Rus và Mỹ mà Mỹ cho rằng có quan hệ với Triều Tiên vào danh sách đen. Chiến dịch quân sự của Nga và Ukraine đã giáng một đòn chí mạng vào dự án Nord Stream 2 hay dòng chảy phương Bắc 2. Nhưng Điện Kremlin vẫn có lý do để tin rằng châu Âu sẽ cần một hệ thống đường ống này vào một ngày nào đó. Vật lộn giữa các cuộc tấn công tổng lực về kinh tế mang tên trừng phạt và trả đũa giữa các chính phủ phương Tây và Moscow. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu đang phải đau đầu vật lộn với hàng loạt các vấn đề xung quanh an ninh năng lượng và các nguồn thay thế. Nord Stream 2 là công ty con có đăng ký tại Thụy Sĩ và của công ty nhà nước Nga Gazprom và là dự án song sinh của Nord Stream, đường ống dẫn dưới biển dài 1.222 km chuyển khí đốt tự nhiên từ vùng Vinot ở Tây Bắc Nga đến Đức. Dự án này được thiết kế để tăng gấp đôi dòng khí đốt của Nga trực tiếp đến Đức, chính thức ra mắt vào năm 2015 và bắt đầu xây dựng từ năm 2018 đến cuối năm 2021, sau nhiều lần trì hoãn do các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các một số công ty liên quan, dự án đã hoàn thành với chi phí ước tính 11 tỷ đô la Mỹ. Quyết định của Bộ Tài chính Mỹ không gia hạn miễn trừng phạt từ sau ngày 25 tháng 5 đối với việc thanh toán nợ nhà nước của Liên bang Nga đặt tại Moscow trước nguy cơ một vụ vỡ nợ kỹ thuật. Như vậy, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã không gia hạn giấy phép miễn trừ trừng phạt Ngân hàng Trung ương Nga từ sau ngày 25 tháng 5. Giấy phép này được ban hành vào ngày 2 tháng 3 cho phép Moscow thanh toán các khoản vay ngoại hối từ nguồn dự trữ bị đóng băng thông qua các ngân hàng Mỹ và quốc tế đã hết hạn ngày 25 tháng 5. Nếu các khoản vay đến hạn mà không thể thanh toán, Nga chỉ có 30 ngày trước khi bị tuyên bố vỡ nợ. Các khoản thanh toán tiếp theo của Nga vào ngày 23 và ngày 24 tháng 6. Ngày 26 tháng 5, Thủ tướng Phần Lan đã bất ngờ tới thăm thành phố Kiev và có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine ông Zelensky. Trong cuộc thông báo được chính phủ Phần Lan đăng trên Twitter, Thủ tướng Phần Lan đã nhấn mạnh sự cần thiết trong việc gia tăng hỗ trợ cho Ukraine, đồng thời tăng cường thêm nhiều đòn trừng phạt nhắm vào Nga. Thủ tướng Phần Lan sau đó đã tới thành phố Irpin cùng thị trấn Bucha và thảo luận với giới chức về những nơi này về quá trình tái thiết bên cạnh việc lún sâu vào cuộc chiến ở ukraine đang trở nên phức tạp những vấn đề nội bộ nước mỹ cũng ngày càng trở nên nghiêm trọng đẩy mỹ vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan bất chấp những nhận định mạnh mẽ của chính phủ về sự hỗ trợ cho ukraine nền kinh tế mỹ đang trao đảo trong một cuộc khủng hoảng lịch sử theo hướng mà gần như chắc chắn sẽ rơi vào suy thoái kể từ khi cuộc chiến ở ukraine diễn ra chính quyền tổng thống joe biden đã khẳng định về sự đoàn kết của phương tây trong việc hỗ trợ kiev cũng như vị thế không thể thay thế của mỹ trên toàn cầu ngoài ra nhà lãnh đạo mỹ dường như đang tập hợp được sự đoàn kết lưỡng đảng khi đang có một số lượng lớn nghị sĩ đảng cộng hòa ký vào những đề nghị của ông để cung cấp thêm tiền bạc và vũ khí cho ukraine tuy nhiên bất chấp những nhận định mạnh mẽ của chính phủ về sự hỗ trợ cho ukraine hay sự đoàn kết ngày càng được củng cố giữa washington và các đồng minh người dân mỹ vẫn không hài lòng với thực tế mà họ đang phải đối mặt nền kinh tế mỹ đang trao đảo trong cuộc khủng hoảng lịch sử theo hướng mà gần như chắc chắn rơi vào suy thoái trong khi lạm phát tăng cao, bất bình đẳng thu nhập gia tăng khi những người giàu tiếp tục giàu thêm và tầng lớp lao động vẫn chật vật trước chi phí sinh hoạt. Lạm phát tại Mỹ đã ở mức cao nhất trong 40 năm qua vào mùa xuân này. Người dân Mỹ đang phải trả mức giá cao gần như kỷ lục cho lương thực ở các cửa hàng tạp hóa. Trước những thực tế không mấy dễ chịu này, không mấy ngạc nhiên khi tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden sụt giảm và tỷ lệ ủng hộ Đảng Dân Chủ lao dốc, đặc biệt ở bộ phận cử tri nòng cốt như những cử tri gốc phi gốc tây ban nha và những phụ nữ ngoại ô trí thức hiện mỹ đang đứng trước câu hỏi tiếp tục trừng phạt nga hay hạn chế tổn thất cho nền kinh tế mỹ theo một cuộc khảo sát được tiến hành bởi Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Công chúng, NOC và AP, với 1.172 người tham gia từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 5 cho thấy, đa số người dân Mỹ, khoảng 51%, tin rằng ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Biden là nên hạn chế tổn thất nền kinh tế Mỹ thay vì trừng phạt Nga. Không chỉ Mỹ cảm nhận được những tác động của các lệnh trừng phạt và chiến tranh, mà châu Âu cũng vậy khi các nước này phụ thuộc lớn vào năng lượng Nga, Quỹ tiền tệ quốc tế đã cảnh báo hồi tháng 4 rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chứng kiến những bước lùi nghiêm trọng do cuộc chiến ở Ukraine. Trong khi người Mỹ vẫn đang chật vật phục hồi sau hai thập kỷ suy yếu vì những cuộc chiến ở nước ngoài mà không thể xác định rõ sứ mệnh của mình, Washington lại đang đứng trước nguy cơ bị cuốn vào một cuộc xung đột khác với những hệ quả khó lường bộ trưởng kinh tế đức nhận định liên minh châu âu vẫn có thể đạt được thỏa thuận về lệnh cấm vận đối với dầu mỏ của nga trong những ngày tới hoặc tìm kiếm các công cụ khác trong trường hợp không đạt được nhất trí ủy ban châu âu ec đã đề xuất lệnh cấm vận đối với dầu mỏ của nga sau khi moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine cho đến nay các cuộc thảo luận về vấn đề này vẫn chưa đạt được sự đột phá do sự phản đối của hungary tuy nhiên mới đây bộ trưởng kinh tế đức robert habeck cho rằng tất cả các nước thành viên eu phải giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ bao gồm cả hungary nếu coi đây là cơ sở cho các cuộc thảo luận thì việc đạt được thỏa thuận hoàn toàn khả thi dự kiến cuộc họp tiếp theo của hội đồng châu âu sẽ diễn ra trong năm ngày tới theo ông habeck đây là thời điểm quyết định xem liệu eu có đạt được sự đồng thuận hay phải xem xét các phương án khác. Tuy nhiên, ông không tiết lộ cụ thể phương án thay thế là gì. Nga đang thúc đẩy một dự luật mới cho phép nước này kiểm soát hoạt động kinh doanh của các công ty phương Tây muốn rút khỏi thị trường dự luật mới cho phép Nga kiểm soát các công ty nước ngoài muốn rời thị trường, nêu rõ cách thức Moscow có thể bổ nhiệm quản trị viên cho các công ty có ít nhất 25% cổ phần nằm trong tay các quốc gia không thân thiện. Dự luật đã được thông qua lần đầu tiên tại Hạ viện Nga trong tuần này và vẫn đang chờ Thượng viện phê duyệt trước khi Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành. Dự luật này sẽ trao cho Nga nhiều quyền lực hơn để can thiệp vào hoạt động của các tập đoàn đa quốc gia kinh doanh trên địa bàn. Trước đó, Nga đã soạn thảo luật thu giữ tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài sau khi các công ty phương Tây như Starbucks hay AB InBev ngừng kinh doanh trên lãnh thổ Nga để phản đối chiến dịch tại Ukraine. Chính sách này của Điện Kremlin đã gây thêm áp lực cho những công ty còn bám trụ ở Nga. Theo biên bản cuộc họp chính sách mới công bố, cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép đã nhấn mạnh cam kết và quyết tâm của mình trong việc kiểm soát lạm phát đang tăng mạnh bằng cách tăng lãi suất lớn hơn. Trong bối cảnh lạm phát Mỹ tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần 40 năm, phép hồi đầu tháng này đã tăng lãi suất chủ chốt thêm 0,5 điểm phần trăm, mức tăng lớn nhất kể từ năm 2000. Phần lớn các thành viên đều cho rằng phép sẽ tăng lãi suất với mức tương tự trong những cuộc họp tiếp theo biên bản cuộc họp chính sách mới cũng cho thấy các thành viên của ủy ban thị trường mở liên bang của fed hoàn toàn nhận thức được nguy cơ giá cả tăng cao làm ảnh hưởng đến thu nhập do đó cần khẩn trương tăng lãi suất và giảm lượng trái phiếu khổng lồ để kìm hãm lạm phát mà đang ở mức quá cao ngoài ra biên bản trên cũng xác nhận những cam kết của fed về việc thực hiện một loạt biện pháp nhằm dỡ bỏ các công cụ kích thích nền kinh tế tuy nhiên mức độ sâu rộng đến đâu sẽ phụ thuộc vào triển vọng kinh tế như thế nào Nền kinh tế Mỹ đã suy giảm trong 3 tháng đầu năm 2022, mặc dù người tiêu dùng và doanh nghiệp tiếp tục chi tiêu với tốc độ ổn định. Trong quý 1 năm 2022, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Mỹ, thước đo sản lượng kinh tế rộng nhất đã sụt giảm 1,5%, tuy nhiên, nó lại không cho thấy sự bắt đầu suy thoái đối với nền kinh tế Mỹ. Sự suy giảm trên một phần là do chênh lệch thương mại lớn hơn khi quốc gia này chi nhiều hơn cho nhập khẩu so với các nước khác. Chênh lệch thương mại làm giảm GDP quý đầu tiên 3,2% và việc dự trữ hàng hóa chậm hơn trong các cửa hàng và nhà kho. Vốn đã tích lũy hàng tồn kho trong quý trước cho mùa mua sắm nghỉ lễ năm 2021 đã hạ gần 1,1% so với GDP từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2022. Đây là lần sụt giảm GDP đầu tiên kể từ quý 2 năm 2020, quý vốn chịu tác động của cuộc suy thoái do đại dịch COVID-19 và theo sau, sự gia tăng mạnh mẽ 6,9% trong 3 tháng cuối năm 2021. Số liệu được Phó thống đốc Đào Minh Tú công bố tại hội nghị trực tuyến toàn ngành triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% cho biết, tính tới ngày 20 tháng 5, tốc độ tăng trưởng tín dụng đã đạt 7,66% và đến ngày 27 tháng 5 có thể ở mức 7,75% so với cuối năm 2021, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, Phó Thống đốc nhấn mạnh tăng trưởng tín dụng được giàn trải đồng đều ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt những mảng có khó khăn nhiều như du lịch, khách sạn ghi nhận tăng trưởng mạnh trên 8%, cao hơn mức tăng trưởng chung như vận tải, du lịch, dịch vụ, vận tải tăng 8,25%, công nghiệp phụ trợ tăng trên 7,6%. Mới đây, tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P vừa nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BB+, triển vọng ổn định, S&P đánh giá thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng nhanh chóng vài năm gần đây với mức tăng trưởng thực 10 năm là 4,8%, cao hơn rõ rệt so với mức trung bình của các quốc gia với mức thu nhập tương đồng. S&P dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 của Việt Nam vào khoảng 6,9% với xu hướng dài hạn là 6,5 tới 7% từ năm 2023. S&P cho rằng, trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp và tác động sâu sắc từ đại dịch dẫn đến 30 lượt hạ bậc tín nhiệm trên thế giới, Việt Nam là một trong hai quốc gia ở khu vực châu Á Thái Bình Dương được nâng bậc tín nhiệm kể từ đầu năm đến nay. Theo kết quả khảo sát mới nhất của HSBC Navigator, nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang muốn đầu tư ở Việt Nam để tận dụng lợi thế của EVFTA, hiện 21% các công ty Ấn Độ đang hoặc dự định thiết lập hoạt động tại Đông Nam Á có kế hoạch mở rộng kinh doanh tại Việt Nam trong 2 năm tới. Ngoài ra 26% doanh nghiệp tại Trung Quốc ở Việt Nam cũng đang hướng đến ưu tiên tăng trưởng tại đây. Xét về các lợi thế của Việt Nam, 3 trên 10 công ty được khảo sát nhận thấy lực lượng lao động có kỹ năng của Việt Nam là đặc điểm hấp dẫn nhất của thị trường này, trong khi 27 trăm số người được hỏi bị thu hút bởi triển vọng kinh tế lạc quan của đất nước, giá công nhân, cạnh tranh và tinh thần kiên cường của Việt Nam qua đại dịch. Bộ Công Thương cho biết kể từ thời điểm lần đầu tiên Bộ Công Thương công bố danh sách cảnh báo, tới nay đã có 7 sản phẩm nằm trong danh sách cảnh báo bị nước ngoài điều tra phòng vệ thương mại. Bộ cho biết, song song với đề án 824, việc triển khai đề án 316 xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại cũng đã mang lại hiệu quả, giúp doanh nghiệp có thể chủ động cân nhắc để điều chỉnh chiến lược kinh doanh của mình một cách hợp lý. Theo công văn vừa gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, FLC cho biết chưa thể nộp và công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 theo đúng quy định do chưa tìm được đơn vị kiểm toán phù hợp. Trước đó vào ngày 25 tháng 5, ba cổ phiếu nhóm FLC bao gồm FLC, ROS, HAI bị đưa từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch kể từ ngày 1 tháng 6 do quá 45 ngày chưa nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Theo đó, các mã này chỉ được giao dịch vào phiên chiều theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác kính mời quý vị cùng theo dõi. Bộ Công Thương cho biết đã làm việc với doanh nghiệp gửi đề nghị cấp đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử và sẵn sàng triển khai trong tháng 6 năm 2022. Ngoài ra, với hợp đồng điện tử, các bên thứ ba như ngân hàng, tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước có thể căn cứ trên hợp đồng điện tử với xác thực của các đơn vị được bộ công thương cấp phép hoặc thông qua trục phát triển hợp đồng điện tử của bộ công thương để xác minh giá trị bản gốc của hợp đồng việc này tiết kiệm nhiều thời gian xác minh và đảm bảo hạn chế chứng từ giả chứng từ khống Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, sau gần 2 năm khó khăn vì dịch Covid-19, nhu cầu tại các thị trường hồi phục và bùng nổ mạnh, nguồn cung không đủ đáp ứng, lạm phát cũng gia tăng, các thẳng giữa Nga và Ukraine càng làm cho nguồn cung thủy sản toàn cầu thêm bất ổn. Tuy nhiên, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vẫn tăng trưởng bất chấp nhiều thách thức. Trong 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã đạt 4,5 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 44,5% so với cùng kỳ năm ngoái, riêng cá tra và tôm đạt khoảng 2,8 tỷ đô la Mỹ. Cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai cho biết, mặc dù cửa khẩu Lào Cai được thông thương trở lại từ đầu tháng 4 năm 2022, nhưng nhiều mặt hàng nông sản xuất nhập khẩu qua đây vẫn gặp nhiều khó khăn. Đến hết ngày 26 tháng 5, các mặt hàng nông sản tươi vẫn chưa thể làm thủ tục xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai. Cục cho rằng, sau khi phía Trung Quốc bước đầu tiên kiểm soát được dịch Covid-19 đã tạo điều kiện tốt hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu hoạt động trở lại, nhưng chủ yếu đối với mặt hàng khô và nguyên liệu như máy móc thiết bị, phân bón theo báo cáo thị trường tài chính Việt Nam năm 2021 và triển vọng năm 2022 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV và Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB kinh tế toàn cầu năm 2022 được dự báo sẽ tiếp tục hồi phục nhưng đà tăng sẽ chậm lại, tăng trưởng từ 3,2 đến 3,6%, lạm phát tăng cao là khoảng 6%. Điều này buộc các nước dần thắt chặt chính sách tài khoá và tiền tệ, cùng với đó là các rủi ro chính diễn biến phức tạp của đại dịch vẫn khó lường, chiến sự nga ukraine. Trong khi đó, nền kinh tế của Việt Nam dự báo phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022, tăng trưởng kinh tế có thể đạt từ 5,5 đến 6% trong kịch bản cơ sở, nhưng lạm phát sẽ tăng cao khoảng từ 3,8 đến 4,2%. Reuters dẫn nguồn tin cho biết khi Mỹ và các đồng minh cung cấp cho Ukraine những loại vũ khí ngày càng phức tạp, Washington sẽ họp bàn với Kiev về nguy cơ leo thang nếu Ukraine tấn công vào sâu trong đất Nga. Những thảo luận hậu trường này không đặt ra hạn chế địa lý rõ ràng đối với việc sử dụng vũ khí cung cấp cho Ukraine. Dù ban đầu dự đoán rằng Ukraine sẽ bị lấn át bởi quân đội Nga lớn hơn và được trang bị tốt hơn, giới chức Mỹ gần đây bày tỏ hy vọng quân Ukraine có thể chiến thắng và muốn vũ trang cho họ để đạt được mục tiêu này. Cố vấn Tổng thống Zelensky thừa nhận lực lượng Ukraine đã mất thị trấn Liman thuộc vùng Donbass, miền đông nước này. Chính quyền Kiev cho biết quân đội Nga đã tiếp quản thị trấn Liman ở phía bắc Donetsk. Các lực lượng Ukraine được cho là đã rút theo hướng Tây và Tây Nam về phía Slavyansk. Liman là một trong những thị trấn đầu tiên ở vùng Donetsk bị lực lượng đối lập với chính phủ Kiev tiếp quản sau cuộc đảo chính Maidan vào năm 2014. Các lực lượng chống khủng bố của Ukraine đã chiếm được thị trấn này vào đầu tháng 6 cùng năm. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đã tiến quân mạnh ở miền đông và tiếp tục kêu gọi các nước hỗ trợ vũ khí. Ông Zelensky nói rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đang kháng cự chiến dịch tấn công của Nga ở miền đông, trong đó có một số nơi Nga vượt trội về quân số và thiết bị. Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 26 tháng 5 công bố video khoảnh khắc đạn nhiệt áp phóng từ pháo phản lực TOS-1A Nga kích nổ ở gần khu vực miền đông Donetsk, nhưng không cho biết thiệt hại trong đòn tấn công này. Đây dường như là một hình ảnh đầu tiên cho thấy loạt hoạt động của các hệ thống pháo phản lực nhiệt áp Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine. Video được quay từ Flycam cho thấy cánh đồng đầy vết đạn pháo trước khi hàng loạt vụ nổ lớn xuất hiện, tạo ra sóng xung kích và những đám mây hơi nước lớn trong không khí. Hiện tượng này xuất hiện khi một vụ nổ lớn xảy ra do trong môi trường độ ẩm cao, khiến áp suất không khí xung quanh giảm mạnh và làm hơi nước ngưng tụ. Đại diện phê ly khai thân Nga cho biết họ đang giam khoảng 8.000 tù binh Ukraine tại Donbass và mỗi ngày có thêm khoảng trăm tù binh mới. Đại diện ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Luhan tự xưng tại Nga cũng cho biết thêm, không chỉ Luhan mà Cộng hòa Nhân dân Donetsk cũng đang giam giữ rất nhiều tù binh của Ukraine. Ukraine hiện vẫn chưa bình luận về thông tin này. Ngày 26 tháng 5, Trung Quốc và Nga đã phủ quyết nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm tăng cường các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về các vụ phóng tên lửa mới. Ngoài Trung Quốc và Nga phủ quyết, 13 nước thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đều bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này. Nghị quyết nhằm cấm xuất khẩu dầu và thuốc lá sang Triều Tiên cũng như liệt nhóm tin tặc Rus và Mỹ mà Mỹ cho rằng có quan hệ với Triều Tiên vào danh sách đen. Chiến dịch quân sự của Nga và Ukraine đã giáng một đòn chí mạng vào dự án Nord Stream 2 hay dòng chảy phương Bắc 2. Nhưng Điện Kremlin vẫn có lý do để tin rằng châu Âu sẽ cần một hệ thống đường ống này vào một ngày nào đó. Vật lộn giữa các cuộc tấn công tổng lực về kinh tế mang tên trừng phạt và trả đũa giữa các chính phủ phương Tây và Moscow. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu đang phải đau đầu vật lộn với hàng loạt các vấn đề xung quanh an ninh năng lượng và các nguồn thay thế. Nord Stream 2 là công ty con có đăng ký tại Thụy Sĩ và của công ty nhà nước Nga Gazprom và là dự án song sinh của Nord Stream, đường ống dẫn dưới biển dài 1.222 km chuyển khí đốt tự nhiên từ vùng Venus ở Tây Bắc Nga đến Đức. Dự án này được thiết kế để tăng gấp đôi dòng khí đốt của Nga trực tiếp đến Đức, chính thức ra mắt vào năm 2015 và bắt đầu xây dựng từ năm 2018. Đến cuối năm 2021, sau nhiều lần trì hoãn do các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các một số công ty liên quan, dự án đã hoàn thành với chi phí ước tính 11 tỷ đô la Mỹ. Quyết định của Bộ Tài chính Mỹ không gia hạn miễn trừng phạt từ sau ngày 25 tháng 5 đối với việc thanh toán nợ nhà nước của Liên bang Nga đặt tại Moscow trước nguy cơ một vụ vỡ nợ kỹ thuật. Như vậy, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã không gia hạn giấy phép miễn trừ trừng phạt Ngân hàng Trung ương Nga từ sau ngày 25 tháng 5. Giấy phép này được ban hành vào ngày 2 tháng 3 cho phép Moscow thanh toán các khoản vay ngoại hối từ nguồn dự trữ bị đóng băng thông qua các ngân hàng Mỹ và quốc tế đã hết hạn ngày 25 tháng 5. Nếu các khoản vay đến hạn mà không thể thanh toán, Nga chỉ có 30 ngày trước khi bị tuyên bố vỡ nợ. Các khoản thanh toán tiếp theo của Nga vào ngày 23 và ngày 24 tháng 6. Ngày 26 tháng 5, Thủ tướng Phần Lan đã bất ngờ tới thăm thành phố Kiev và có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine ông Zelensky. Trong cuộc thông báo được chính phủ Phần Lan đăng trên Twitter, Thủ tướng Phần Lan đã nhấn mạnh sự cần thiết trong việc gia tăng hỗ trợ cho Ukraine, đồng thời tăng cường thêm nhiều đòn trừng phạt nhắm vào Nga. Thủ tướng Phần Lan sau đó đã tới thành phố Irpin cùng thị trấn Bucha và thảo luận với giới chức về những nơi này về quá trình tái thiết bên cạnh việc lún sâu vào cuộc chiến ở ukraine đang trở nên phức tạp những vấn đề nội bộ nước mỹ cũng ngày càng trở nên nghiêm trọng đẩy mỹ vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan bất chấp những nhận định mạnh mẽ của chính phủ về sự hỗ trợ cho ukraine nền kinh tế mỹ đang trao đảo trong một cuộc khủng hoảng lịch sử theo hướng mà gần như chắc chắn sẽ rơi vào suy thoái kể từ khi cuộc chiến ở ukraine diễn ra chính quyền tổng thống joe biden đã khẳng định về sự đoàn kết của phương tây trong việc hỗ trợ kiev cũng như vị thế không thể thay thế của mỹ trên toàn cầu ngoài ra nhà lãnh đạo mỹ dường như đang tập hợp được sự đoàn kết lưỡng đảng khi đang có một số lượng lớn nghị sĩ đảng cộng hòa ký vào những đề nghị của ông để cung cấp thêm tiền bạc và vũ khí cho ukraine tuy nhiên bất chấp những nhận định mạnh mẽ của chính phủ về sự hỗ trợ cho ukraine hay sự đoàn kết ngày càng được củng cố giữa washington và các đồng minh người dân mỹ vẫn không hài lòng với thực tế mà họ đang phải đối mặt nền kinh tế mỹ đang trao đảo trong cuộc khủng hoảng lịch sử theo hướng mà gần như chắc chắn rơi vào suy thoái trong khi lạm phát tăng cao, bất bình đẳng thu nhập gia tăng khi những người giàu tiếp tục giàu thêm và tầng lớp lao động vẫn chật vật trước chi phí sinh hoạt. Lạm phát tại Mỹ đã ở mức cao nhất trong 40 năm qua vào mùa xuân này. Người dân Mỹ đang phải trả mức giá cao gần như kỷ lục cho lương thực ở các cửa hàng tạp hóa. Trước những thực tế không mấy dễ chịu này, không mấy ngạc nhiên khi tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden sụt giảm và tỷ lệ ủng hộ Đảng Dân Chủ lao dốc, đặc biệt ở bộ phận cử tri nòng cốt như những cử tri gốc phi gốc tây ban nha và những phụ nữ ngoại ô trí thức hiện mỹ đang đứng trước câu hỏi tiếp tục trừng phạt nga hay hạn chế tổn thất cho nền kinh tế mỹ theo một cuộc khảo sát được tiến hành bởi Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Công chúng, NOV và AP, với 1.172 người tham gia từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 5 cho thấy, đa số người dân Mỹ, khoảng 51%, tin rằng ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Biden là nên hạn chế tổn thất nền kinh tế Mỹ thay vì trừng phạt Nga. Không chỉ Mỹ cảm nhận được những tác động của các lệnh trừng phạt và chiến tranh, mà châu Âu cũng vậy khi các nước này phụ thuộc lớn vào năng lượng Nga. Quỹ tiền tệ quốc tế đã cảnh báo hồi tháng 4 rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chứng kiến những bước lùi nghiêm trọng do cuộc chiến ở Ukraine, trong khi người Mỹ vẫn đang chật vật phục hồi sau hai thập kỷ suy yếu vì những cuộc chiến ở nước ngoài mà không thể xác định rõ sứ mệnh của mình. Washington lại đang đứng trước nguy cơ bị cuốn vào một cuộc xung đột khác với những hệ quả khó lường. Bộ trưởng Kinh tế Đức nhận định Liên minh châu EU vẫn có thể đạt được thỏa thuận về lệnh cấm vận đối với dầu mỏ của Nga trong những ngày tới hoặc tìm kiếm các công cụ khác trong trường hợp không đạt được nhất trí. Ủy ban châu Âu EC đã đề xuất lệnh cấm vận đối với dầu mỏ của Nga sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Cho đến nay, các cuộc thảo luận về vấn đề này vẫn chưa đạt được sự đột phá do sự phản đối của Hungary. Tuy nhiên, mới đây, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho rằng tất cả các nước thành viên EU phải giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ, bao gồm cả Hungary. Nếu coi đây là cơ sở cho các cuộc thảo luận, thì việc đạt được thỏa thuận hoàn toàn khả thi. Dự kiến cuộc họp tiếp theo của Hội đồng Châu Âu sẽ diễn ra trong năm ngày tới. Theo ông Habeck, đây là thời điểm quyết định xem liệu EU có đạt được sự đồng thuận hay phải xem xét các phương án khác. Tuy nhiên, ông không tiết lộ cụ thể phương án thay thế là gì. Nga đang thúc đẩy một dự luật mới cho phép nước này kiểm soát hoạt động kinh doanh của các công ty phương Tây muốn rút khỏi thị trường. Dự luật mới cho phép Nga kiểm soát các công ty nước ngoài muốn rời thị trường, nêu rõ cách thức Moscow có thể bổ nhiệm quản trị viên cho các công ty có ít nhất 25% cổ phần nằm trong tay các quốc gia không thân thiện. Dự luật đã được thông qua lần đầu tiên tại Hạ viện Nga trong tuần này và vẫn đang chờ Thượng viện phê duyệt trước khi Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành. Dự luật này sẽ trao cho Nga nhiều quyền lực hơn để can thiệp vào hoạt động của các tập đoàn đa quốc gia kinh doanh trên địa bàn. Trước đó, Nga đã soạn thảo luật thu giữ tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài sau khi các công ty phương Tây như Starbucks hay AB InBev ngừng kinh doanh trên lãnh thổ Nga để phản đối chiến dịch tại Ukraine. Chính sách này của Điện Kremlin đã gây thêm áp lực cho những công ty còn bám trụ ở Nga. Theo biên bản cuộc họp chính sách mới công bố, cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép đã nhấn mạnh cam kết và quyết tâm của mình trong việc kiểm soát lạm phát đang tăng mạnh bằng cách tăng lãi suất lớn hơn. Trong bối cảnh lạm phát Mỹ tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần 40 năm, phép hồi đầu tháng này đã tăng lãi suất chủ chốt thêm 0,5 điểm phần trăm, mức tăng lớn nhất kể từ năm 2000. Phần lớn các thành viên đều cho rằng phép sẽ tăng lãi suất với mức tương tự trong những cuộc họp tiếp theo. Biên bản cuộc họp chính sách mới cũng cho thấy các thành viên của Ủy ban Thị trường mở liên bang của Fed hoàn toàn nhận thức được nguy cơ giá cả tăng cao làm ảnh hưởng đến thu nhập, do đó cần khẩn trương tăng lãi suất và giảm lượng trái phiếu khổng lồ để kìm hãm lạm phát mà đang ở mức quá cao. Ngoài ra, biên bản trên cũng xác nhận những cam kết của Fed về việc thực hiện một loạt biện pháp nhằm dỡ bỏ các công cụ kích thích nền kinh tế, tuy nhiên mức độ sâu rộng đến đâu sẽ phụ thuộc vào triển vọng kinh tế như thế nào. Nền kinh tế Mỹ đã suy giảm trong 3 tháng đầu năm 2022, mặc dù người tiêu dùng và doanh nghiệp tiếp tục chi tiêu với tốc độ ổn định. Trong quý 1 năm 2022, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Mỹ, thước đo sản lượng kinh tế rộng nhất đã sụt giảm 1,5%, tuy nhiên, nó lại không cho thấy sự bắt đầu suy thoái đối với nền kinh tế Mỹ. Sự suy giảm trên một phần là do tranh lệch thương mại lớn hơn khi quốc gia này chi nhiều hơn cho nhập khẩu so với các nước khác. Tranh lệch thương mại làm giảm GDP quý đầu tiên 3,2% và việc dự trữ hàng hóa chậm hơn trong các cửa hàng và nhà kho, vốn đã tích lũy hàng tồn kho trong quý trước cho mùa mua sắm nghỉ lễ năm 2021, đã hạ gần 1,1% so với GDP từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2022. Đây là lần sụt giảm GDP đầu tiên kể từ quý 2 năm 2020, quý vốn chịu tác động của cuộc suy thoái do đại dịch COVID-19. Và theo sau sự gia tăng mạnh mẽ 6,9% trong 3 tháng cuối năm 2021.